xuân trước. Này hai có hai cây nghệ thuật nhất chợ đấy. Hôm nay cây không giống người cho lắm. Cũng giống người đúng không? Bao tiền cây này anh? 10 triệu. 10 triệu. Cây này 10 triệu. Đấy, cặp đôi. Em nhỉ, xanh Nam Điền, hoàn thiện. Giá nghệ thuật. Giang Tây Trung Quốc. Đấy, Giang Tây đấy. Bát tiền đấy. Bát tiền. Đúng là tiền rồi, nhìn hưởng thụ lắm. Tiền thật. Mạnh ra chậu bát tiên quá, gốm Giang Tây. Giang Tây Trung Quốc. Đấy, cao cao cỡ 40 phân. Là cái chậu. Còn cái cây thì đây. Còn thiếu cơ, nó không phải bây giờ đâu. Số anh yêu thương đây nhỉ. Rồi, bác 0982 705 096. Đấy, có mỗi trước là thông minh nhất chợ. À. Rồi, từ thôi được, mặt kia là mặt chơi không cần quay. Quay cho mà quay. Rồi. Xoay xoay. Cho người ta xem cả hai rồi, mặt. Rồi rồi rồi. Cũng già đấy. Rồi. Xoay luôn cả hai mặt cho người ta. Ok. Kia hôm nó hỏi cái sinh quê ấy, quản tuyên cái sinh quê mai mai hôm trước này. Bảo là, ôi, 15 triệu mà không bán rồi thì đừng có... Không nào hỏi. Không, không. Kia hôm ở đây chả hỏi. Đây, thế giống đời chứ mà. Rồi, ok đẹp đấy. Còn cây này thì lại một lần. Rồi, 10 triệu thôi. Đấy. Hai lần nữa. Còn nhiều kỳ. 10 triệu một cây mà 20 triệu một đôi. Phải 20 triệu một đôi có bán không? Phải quá rồi. 10 triệu một cây. Nhưng mà 20 triệu một đôi không bán đâu. Đúng rồi, là bán ngay. Là bán ngay. Để. 10 triệu một cây, 20 triệu một đôi là bán ngay. Đấy, đẹp đấy, nghệ thuật đấy. Nhưng mai mai mấy đồ lùn lùn đi cho nó. Bán hết rồi, trước bán hết rồi. Trước bán hết, trước bắt. Trước bán nhanh lắm, trước thù mình lắm. Nhất trước. À, nhất trước. Trước hôm nào cũng cây mới, bán hết cây cũ rồi. Bán đâu? Rồi. Thôi anh bỏ nhà anh bảo về anh bán đâu? Thôi nói dối rồi mà. Xung trước bán hết rồi. Bán được anh bảo anh bán. Xung phía trước thì bán đôi ở đây. Đấy, đây là đôi mới còn gì nữa. Ờ, đây đôi mới. Đấy, cũng là 1,5 triệu một cây đúng không? Ờ, thích bán được cho anh là thôi. Xung này. Chính bán những cái đồ này nó mới dễ. Đấy, lấy ra ít tiền. Tường Vi. Chả đáng bao nhiêu tiền mà nó đẹp. Tường Vi là bao nhiêu một cây anh nhỉ? 700 một cây là 700.000. Bán thôi bạn. 700.000. Ok. 700.000. Sung 1,5 triệu một cây. 1,5 triệu một cây. Sung. Còn Tường Vi 700.000. Đôi kia. Đâu còn ở đâu nữa không ấy? Đây của Trung Thắng này. Trên xe là không phải đâu. Đây là đến xin chào. Thắng, cây cũ thôi, cây cũ thôi. Về làm được hết. Về cho trong cây cũ thôi. Anh sao đến lúc anh chân quá em phải cắt bớt đi. À, lôm nhôm quá. Tưởng làm hay không là do mình, biết kiểu nào. Chiếu đây này. Nó sổ ngay là điều thế này kiếm một cái cành có dễ mà đục cái đút đầu là vào đây cái xong cái là phải mà phải nuôi chân rồi chỉ mệt người ra. Ừ. Nuôi chân chắc gì nó đã ra à. Cho mình đấy à, bây giờ lấy cho nó hai hoa rồi cho nó hai hoa ra.
về đi là một tháng. Vâng, nó cao đợt về. Vâng, để anh về anh. Đây cây của anh Kiện vừa nãy bảo 15 triệu đây. 15 triệu đây. Thuộc thiên hướng cây cổ quá, cây cổ bút nó hơi hồng hồng một chút. Trên quê. Cây cổ ôm đá theo kiểu ở lối xưa và thân cành nó khá là sạch. 15 triệu. Già nu sạch. Còn mỗi người một suy nghĩ đây, thích nó hay không thôi. Văn Giang như rồi. Văn Giang thì úp này là ấy rồi. 120 triệu. Đấy, đây cảnh bông dăm làm theo lối mới rồi, ổn rồi. À, bông dăm chia bông chia dăm thì theo lối mới rồi. Còn thân và bệ thì vẫn là cây cũ cây cổ. À. Đây anh. À đây của Đinh Lực. Đinh Lực. Luôn có những cái phôi chất lượng. Ba vai đấy. À. Đinh Lực bán giá cái này bao nhiêu anh? Cái này 45 triệu. À. Để hứa Văn Cường đến múc thôi. Hàng già xung xịn. 45 triệu. Vậy quay làm mặt nhà chủ cái. Lạ gì nữa đâu ạ. Facebook quay rồi. Quay cái cây không là người ta không biết ông chủ là cái thân lạc. Đang quay dở cái này. Anh tê đi anh ơi. Đã thích thì phải tìm cách thôi. Không nghe đi được. Không nghe đi được. Nếu mà không thích thì tìm lý do, thích thì tìm cách. Quang hoa đúng không? Thế thôi chứ mà bây giờ bỏ biệt trăm và gần trăm là vào cái cây để chơi là cũng đóng á. Nhưng mà đã đam mê thực sự thì thường mà bất chấp lắm, nó cũng một tí máu điên trong người quá. Nên người ta nói câu đúng, đã đam mê thì tìm cách, còn mà chỉ gọi là thích thôi thì tìm lý do. Bác nghĩ câu đấy xem đúng lắm. 45 triệu của vực Lực đấy. Số của Lực đây nhá. Đâu phải đọc. Vâng, còn mấy góc nữa cơ anh? Một hai hôm nữa không thì anh trở lên nhà chú nhá. Không em bảo. Không đến một hai hôm đâu anh ạ. Lên đường ngay mà. Không quan trọng đâu. Anh bảo người khác thì bảo thế nào đường lên đường. Hoa giấy của anh Lực là cũng bao nhiêu đây anh? Đấy, 25 triệu. 25 triệu. Đấy. Ghê chưa? Đinh Lực. Bắt đầu nắng rồi. Đây để em trèo lên một phát xem cái cây kia cho nó dễ. Ai leo trèo tí. Thời tiết mùa thu mà mát thì mát nhưng mà nắng thì cũng rát lắm. Đấy, 45 triệu. Và cây giấy 25. Úi trời. Cây đa tân trào. Cây đa tân trào. Cái này bao tiền đây Viễn? Anh Viễn 130 triệu. Kiểu như cây đa tân trào ấy nhỉ.
đấy nguyên một cái cốp rồi, rồi lấy cái chậu bằng luôn cái thùng này. Bằng cái thùng thì mới vừa được. Làm cái bể đá thì đấy, làm đá thì ghê chưa. Chỗ này là bằng nghe cái nhà em đang ở ấy rồi đấy, cái diện tích 2m nhà 2 này 3, đây là nhiều tỷ đấy, 3 gần 3 khoảng là 6m2. Anh Nam Biển nha, khủng long bạo chúa đấy, khủng long thời tiền sử. Quay hết cái cây to này ở cuốn video này các bác ạ. Đấy các bác xem, thực tế quay cây to rất khó, đứng xa này các bác, mà quay chi tiết lại thì các bác chỉ nhìn thấy một chỗ đó mà khó hình dung. À, mà quay xa chỉ thấy bóng thôi. Một cây trực hoành hơi siêu một chút. Tán hoành này bằng cả cái thùng ô tô này, dài bằng cái thùng ô tô này. $130 triệu. Đấy. Đéo cứ hỏi cốt pha, mua cốt pha này mệt quá. Sáng giờ. 130. Đây cái đây tí. Đây cái góc này. Ok chưa các bác? Đấy là quay xong hai cái xe của hai đại gia đây rồi. Rồi xin điều thuốc ăn cái đã. Một tí đi tiếp các bác. Hôm nay ngày cuối tuần nên thoải mái đi.